Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng, nối tiếp là tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã trình bày về vụ Iran bắn hỏa tiễn vào hai căn cứ của quân đội Hoa Kỳ ở Iraq. Vào ngày thứ Tư 8 tháng Giêng, Tổng thống Trump đã đọc một bài diễn văn từ Tòa Bạch Ốc, bao quanh là các phụ tá cao cấp, gồm có Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Tham mưu trưởng Liên quân tướng Mark Milley. Tổng thống Trump đã nói rằng Iran có vẻ đã giảm mức độ ứng chiến và đây là điều tốt cho mọi phía liên hệ và là điều rất tốt cho thế giới. Tổng thống Trump cũng nói tiếp, không một người Mỹ hay người Iraq nào bị thiệt mạng trong cuộc tấn công của Iran do có các biện pháp đề phòng, phân tán lực lượng và hệ thống báo động sớm hoạt động rất hiệu quả. Ngoài ra, thì Tổng thống Trump cũng nói rằng sẽ yêu cầu NATO can dự nhiều hơn vào tiến trình của Trung Đông. Tổng thống Trump cũng đã mạnh mẽ đả kích thỏa thuận nguyên tử mà các cường quốc trên thế giới đã ký kết với Iran vào năm 2015 mà Mỹ đã rút ra vào năm 2018. Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Iran. Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Iran và nhấn mạnh không nhất thiết phải đáp trả bằng quân sự vụ Iran bắn hỏa tiễn sang căn cứ Hoa Kỳ ở Iraq. Tổng thống Donald Trump nói rằng trong lúc chúng ta tiếp tục đánh giá các kế hoạch nhằm đáp trả chuyện Iran gây hấn, thì Hoa Kỳ sẽ lập tức áp đặt thêm lệnh trừng phạt kinh tế lên chính quyền Iran. Những lệnh trừng phạt mạnh mẽ này sẽ giữ nguyên đến khi nào Iran thay đổi hành vi. Về vấn đề hạt nhân Iran, Donald Trump kêu gọi các cường quốc nên từ bỏ thỏa thuận 2015 với Iran để làm thỏa thuận mới. Tổng thống Trump tuyên bố rằng Iran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân và chấm dứt hỗ trợ khủng bố. Đã đến lúc mà Anh Quốc, Đức, Pháp, Nga và Trung Quốc phải nhìn nhận thực tế này. Đây chính là lúc họ phải rút phần còn lại của thỏa thuận Iran, tức là JCPOA. Tất cả chúng ta phải làm việc với nhau để làm sao đạt được một thỏa thuận với Iran mà giúp thế giới an toàn hơn và hòa bình hơn. Hạ viện đã bỏ phiếu nghị quyết hạn chế hành động quân sự của Tổng thống Trump đối với Iran. Hạ viện sẽ bỏ phiếu nghị quyết của dân biểu Eliza Slotkin vào ngày hôm nay, ngày 9 tháng Giêng. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết Hạ viện sẽ vinh danh bổn phận của cơ quan lập pháp giữ an toàn cho nhân dân Mỹ và sẽ thúc đẩy nghị quyết quyền lực chiến tranh nhằm hạn chế hành động quân sự của Tổng thống đối với Iran. Tại Thượng viện, thì Thượng nghị sĩ Tim Kaine cũng đã khởi xướng một nghị quyết tương tự. Nghị quyết của Thượng nghị sĩ Tim Kaine được hai Thượng nghị sĩ là Mike Lee và Rand Paul hậu thuẫn. Nghị quyết dựa trên đạo luật War Power Act để ngăn Tổng thống Trump hành động chống lại Iran, trừ khi được Quốc hội cho phép thực hiện thêm các chiến dịch quân sự. Hoa Kỳ kêu gọi Iran nên hợp tác toàn diện để điều tra vụ rơi máy bay. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Mike Pompeo ngày 8 tháng Giêng nói rằng Hoa Kỳ đang kêu gọi sự hợp tác toàn diện với bất kỳ cuộc điều tra nào về nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay Ukraine ở tại Iran. Trong một phát biểu, ông Pompeo nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp cho Ukraine mọi sự hỗ trợ khả dĩ sau vụ tai nạn máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ukraine International Airlines bốc cháy ngay sau khi cất cánh từ Tehran vào ngày 8 tháng Giêng, giết chết tất cả là 176 người trên máy bay. Máy bay rơi vài giờ sau khi Iran phóng phi đạo vào các căn cứ mà lực lượng Hoa Kỳ đồn trú ở Iraq, với giới hữu trách cảnh báo rằng những đồn đoán về chuyện gì đã xảy ra là quá sớm. Theo các quy định quốc tế, trách nhiệm đầu tiên điều tra vụ tai nạn thuộc về Iran, và truyền hình nhà nước Iran cho biết hộp đen ghi dữ liệu và giọng nói của máy bay đã được tìm thấy. Hãng thông tấn MER, bán chính thức của Iran, dẫn lời người đứng đầu tổ chức hàng không dân dụng Iran cho biết họ không rõ là Iran sẽ gửi hộp đen tới nước nào để phân tích, nhưng họ sẽ không trao cho Boeing, là công ty đặt trụ sở tại Hoa Kỳ, nước mà Iran không có quan hệ ngoại giao. Thiếu niên dàn xếp vụ kiện bôi nhọ danh dự với CNN. Vào ngày thứ Tư, truyền thông Hoa Kỳ cho biết hãng CNN đã dàn xếp trong vụ kiện với một học sinh tên là Nick Sandman của trường trung học công giáo Covington. Sự việc của Sandman đã thu hút chú ý sau khi CNN đăng một đoạn video cho thấy thiếu niên này đã đội chiếc nón đỏ có ghi là MAGA, đặc trưng của những người ủng hộ Tổng thống Trump, và đứng cười trước mặt ông Nathan Phillips, một thổ dân người Mỹ bản địa, ở trước tượng đài Lincoln. Nhiều hãng truyền thông bao gồm CNN đã mô tả Sandman và các thiếu niên đi chung là những kẻ khiêu khích, ngỗ nghịch và kỳ thị chủng tộc.
Tuy nhiên, các video khác xuất hiện sau đó cho thấy một nhóm người thuộc tổ chức người Israel Hebrew da đen đã khởi đầu vụ xung đột bằng cách chửi bới những lời lẽ kỳ thị nhắm vào nhóm học sinh của trường Covington, trong đó có học sinh Sandman. Vào tháng 3 năm ngoái, luật sư của em Sandman đã kiện CNN về cách mà hãng này đưa tin về sự việc và đã đòi CNN bồi thường 250 triệu Mỹ Kim vì đã gây ra tổn thương tinh thần cho gia đình của Sandman. Hai ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ khoe tài về kinh nghiệm ngoại giao. Hai ứng cử viên đang dẫn đầu bên Dân Chủ, cựu phó tổng thống Joe Biden và thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã nắm lấy cơ hội vụ ám sát ông tướng Iran để khoe khả năng lãnh đạo của họ như một liều thuốc giải độc cho điều mà họ gọi là hành động thiếu suy nghĩ của tổng thống Donald Trump. Ông Biden đổ lỗi tại Donald Trump cho việc có thể tránh được sự gia tăng thù nghịch với Iran mà không nói bắt đầu từ khi mà Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran ký khi ông còn là phó tổng thống. Tuyên bố ở New York, ông Biden nói rằng ông không có ảo tưởng gì về Iran. Chế độ đã lâu nay ủng hộ khủng bố và đe dọa quyền lợi của Hoa Kỳ. Họ đã giết dã man hàng trăm người biểu tình và họ phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ. Nhưng có một cách thông minh hơn để chống lại họ và cách tự hại mình. Cách của Donald Trump đã được chứng minh thuộc loại thứ hai. Thượng nghị sĩ Sanders cũng lên án hành động của Tổng thống Trump, nhưng đối nghịch lại khoe thành tích chống chiến tranh của ông với ông Biden, vốn bỏ phiếu cho phép chiến tranh ở Iraq. Tiếp đến, kính mời quý vị theo dõi phần tin thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa với những kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones kỹ nghệ ngày hôm nay đã tăng thêm đến 212.01 điểm, dừng lại ở mức là 28.957.10 điểm. Kế đến là chỉ số Nasdaq của ngày hôm nay cũng đã tăng 74.18 điểm, dừng lại ở mức là 9.203.43 điểm. Và chỉ số S&P 500 đã tăng 21.65 điểm, dừng lại ở mức là 3.274.70 điểm. Tuy nhiên, thì phân lời công khố phiếu 10 năm đã bị giảm đi 0.02%, dừng lại ở mức là 1.86%. Giá dầu thô ngày hôm nay là 59 đồng 61 sen, đã tăng 0.08% cho một thùng dầu thô. Và giá vàng tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là 1.552.10 sen cho một ounce, đã giảm đi 0.14 sen cho một ounce. Ở Việt Nam thì giá vàng mua vào của ngày hôm nay là 42.950.000 đồng một lượng, bán ra là 43.350.000 đồng một lượng. Và thưa quý vị, tại Việt Nam thì một đô la ngày hôm nay đổi được là 23.220 đồng tiền Việt Nam. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán, sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.